người mình là viên chuyên viên kỹ thuật của HMH. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về một số cái lưu ý trong quá trình sử dụng và lắp đặt cái sản phẩm máy rửa bát. Thì hôm nay mình sẽ trao đổi với mọi người một số cái thông tin để mọi người nắm được. Thì khi ban đầu khi các bạn nhận máy thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra một số cái phần, có thể mình kiểm tra kích hoạt, kiểm tra tem bảo hành, tem bảo hành của nhà phân phối. Thì ở bên này mình sẽ có bên không bên tay phải luôn luôn có tem bảo hành của công ty cổ phần thương mại HMH. Sau khi kiểm tra kích hoạt tem bảo hành, các bạn sẽ đầu tiên trước khi mà vận hành sử dụng thiết bị thì mọi người lưu ý nhớ là cái mình luôn luôn lột cái túi bóng vỏ ngoài. Đây chỉ là một lớp túi bóng ni lông để bảo vệ cho cái phần mặt inox. Trong quá trình sử dụng thì mình nên bóc ra để thứ nhất giảm thiểu cái phần nước bị giữ lại trong quá trình mình làm rơi hoặc là vệ sinh máy mặt inox ở ngoài, thì nó sẽ gây ra tình trạng là lâu ngày sẽ gây ra tình trạng rỉ sét. Các bạn lưu ý sau khi nhận máy và thợ hoặc là chúng ta đã lắp đặt xong, chúng ta bắt buộc phải tháo cái tấm ni lông phía ngoài. Tiếp theo ở bên trong thì sẽ có dây nguồn ở bên trong đi kèm theo máy. Chúng ta sẽ lấy dây nguồn đó và lắp đặt. Chúng ta sẽ kết nối điện vào phần phía sau máy, sau đó chúng ta kết nối ổ phích cắm điện cùng với nguồn điện nhà mình. Thì đối với các cái dòng máy rửa bát thì sẽ có cái yêu cầu, đó là kết nối cái đường dây tiếp điện tiếp mát mới đất cho cái thiết bị. Thì một số nhà chung cư hoặc là thiết kế mới bây giờ chúng ta đã có những cái đường điện và ổ chứa sẵn. Còn nếu mà chưa có thì các bạn nên báo các bạn thợ kỹ thuật trong quá trình lắp đặt yêu cầu phải kết nối cái đường nối tiếp điện tiếp mát cho mình để đảm bảo thứ nhất là an toàn, thứ hai là cái thiết bị sẽ có một cái dòng dò theo chuẩn Classic 1 của theo tiêu chuẩn châu Âu, thì nó luôn luôn có một cái dòng dò để đảm bảo cho cái quá trình hoạt động và sự bền bỉ của trong thiết kế mạch. Khi bạn mở máy sẽ có một hai viên rửa đi kèm một chai nước nguồn bóng, tùy theo mã máy thì sẽ có cái bộ sản phẩm đi kèm này. Thì với hai viên rửa này là hai viên rửa đầu tiên khi mà bạn chưa mua được cái sản phẩm là viên rửa đi kèm, thì viên rửa thì các bạn có thể sử dụng hai viên này. Thứ nhất, một là để vệ sinh lòng máy, thì bản thân là khi mà trong quá trình sản xuất thì lòng máy luôn luôn có chứa một cái mùi nhựa và mùi cao su nào đấy là máy mới, thì như thế thì các bạn sẽ cần dùng hai cái viên rửa này để rửa sạch những cái mùi này trước khi mình sử dụng. Nước làm bóng thì có công dụng, đó là thứ nhất là hỗ trợ vào kết quả sấy để đạt kết quả tốt nhất, thứ hai là làm tăng cái độ bóng và sáng bóng của đồ như inox hoặc là thủy tinh. Hoặc các bạn có thể mua kèm sản phẩm những cái viên rửa do đây là thương hiệu Spin hoặc là Finish, những thương hiệu mà sử dụng cho các dòng máy rửa bát rất là chất lượng. Viên rửa có chất đó là giúp làm sạch trong quá trình rửa. Đây là viên tổng hợp, dạng viên nén tổng hợp 3 trong 1, thì bao gồm sẽ có một số cái thành phần muối, lượng muối nào đó nhất định và lượng nước bóng nhất định. Nếu mà khi sử dụng cái viên rửa này mà các bạn cảm thấy nó đã đạt cái mức độ khô và mức độ sạch trong quá trình này để hài lòng, thì mình không cần sử dụng thêm những cái chất hỗ trợ như là nước làm bóng hoặc là muối. Đối với cái dòng nước của Việt Nam thì nó có nhiều tạp chất nên là yêu cầu máy nên sử dụng thêm các cái bộ hỗ trợ như là muối để riêng chuyên dụng cho máy rửa bát. Ở đây muối chuyên dụng dành cho máy rửa bát thì nó sẽ giúp thứ nhất là mềm nước, thứ hai là được cặn trong quá trình hoạt động của máy, giúp tránh tắc những cái vòi phun hoặc là bơm của hệ thống của máy.
như mình đã nói, nước làm bóng ở đây nó có tác dụng đó là hỗ trợ vào phần xây khô và làm sáng bóng bắt điện. Nếu mà không có nước làm bóng thì tình trạng đồ nó sẽ còn hơi bị ẩm hoặc là ướt,